Hỏi anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của sĩ Zep. Đồ xấu nhỉ, tướng xấu nhỉ, tính gì bây giờ? Ai giời ơi, so I got like two of it now. Mang thêm trang bị tối đa cộng 1. Lại làm mấy trận thú thôi em. Làm tí thú nhân thôi. À, rồi, trận này tập trung đánh nhá. Đánh hôm nay bực mình quá. Thôi thua đi. Gặp lại anh em sau trận thua. A few moments later. Thôi anh em, để mình sau để trận thua. Anh em mình có một cái liềm nên là mình đang cân nhắc mình lại đánh ấy cơ bản thôi. Nothing too fancy about it. Trận thú gì đấy thôi. Ok nha. Chị ta. Phân vân phê. Trời ơi, đánh gì bây giờ. View xuống góc này đẹp này. Không đẹp lắm nhưng thôi không sao, tạm được. Khó nhỉ, làm cái thên, làm một trận thên đi. Thua tiếp được anh em ơi, thua tiếp vẫn ngon. Bị bảy không do. Anh gì nhỉ? Lực lượng phép. Master of the secret martial art. Yeah.
Compare thee to a summer's day. Chờ thêm đồ nào nhé. Giờ mày cứ cầm máu thôi. Thu 5 rồi, kéo thắng trận này hơi đen nhỉ. Cho em xây nốt được không em? Xây nốt được rồi, khó quá. À, khi xây nốt được ấy, tôi lên chắc đã giết được. Thôi đành vậy thôi. Cùng chơi nhá. The sun is special, is going down. That's right, then she's falling. Ground control, we have power. Hell, 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 hell. Me and woman, I saw. There was some more, what's more? I'm stepping in us, I'm stepping in us. I see the fancy, I'm wishing for a master. Your heart only beats for me. You said all my sand cheese. She's got my attentions. She's confident. Oh no no, oh no no. She's confident. Said it's the first time, alright, yeah. This one I feel so good, damn, alright, yeah. I don't know why I'm addicted, addicted. Got me twisted. Mười bảy con giòn em ơi, hên xui. Uff, xiên quá đấy. Đấy. Yon không em? Hơi yếu nhỉ. À con
Hay thế. Hai bạn chăm máu rồi, gớm nhỉ. Gớm mặt vậy. Tắt 9 nhá. Đến 9 luôn đi, sợ quá đi. Đồ kia cho thên được. Cho nên nó thên mà. Lên 9 sớm tìm thên. Tìm quy, tìm ngon cát. Thế là sao? Yon Senel cầm máu. Cái này là cầm máu level 9 không? Hơi khó nhưng mà khá tin tưởng. Đang để ý nhé, để mấy bạn hạ ám mà đấy dí bạn à. Vì bạn là Senel của mình thì mình phải né vào đấy ra. Né né một chút ra thôi là được. Truy hồn thì né hơi khó nhưng mà à, chắc né được. Senel 2 thôi. Floor Xiên thì không sợ này. Floor Xiên nó không quá sợ này. Floor Hay kết thì cũng hơi rén đấy nhưng mà teo đó. I feel a lot. Cái thương bên này à. Trông tín hơn bên này, trông tín hơn em ơi. Em leo lùi một ô được. Shall vanquish darkness.
À đẹp này. Ôi, thế là có ở đây bụi bia phát. Đẹp thế. Nhìn rồi con Narcos ở đây đen thế nhỉ? Đấy, chịu rồi. Hai bạn này vẫn đang khá tính nên chơi được hai nhé, chơi được quy được Senel nhé. Cái quả là con này chúng cũng sợ phết. Đây đi. Xin quét được rồi. Nhà này hơi tanh. Lo gì là khai phát là được. Mình vẫn thua nhà này rồi. Mình xín lắm nhỉ. Một vòng nữa, cũng đấy. Một vòng nữa. Lấy này. Narcos lại chui ra đây rồi. Biết không? Narcos này nhỉ. Chui ai đi. Ủa ai nhỉ? Ma tộc không ai đánh. Bắt đầu cho con Senel đi anh em ơi. Bắt đầu con Senel này bắt đầu hơi vô dụng. Tầm này nó bắt đầu không còn ý nghĩa rồi. Còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Nó cho anh ngon hơn. Đang có thế. Let there be light. Light is fleeting. Darkness, victory means truth. Mấy đồ vậy? Quý. Trời ơi, quý 30.000 đam anh em ơi. Quý 4 đồ ngớm.
Ui, con gớm ghiếc đấy. Choi này. Hay choi, được nha. Liềm, 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 liềm cho tất cả. Em còn ít đồ. Ây, 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 đáng, đáng. Mà John, nếu mà cho cái liền em con cắt thấy đồ thủ cho John hơi lo. Tướng đâu, tướng đâu. Thấy Quy. À không thấy con Sephira em. Chưa thấy. Đò mày quá, xin xin kia xiên cót xuống đáy. Cót xuống đáy lại chui về đây à. Thế xuống đây không sợ. Tên này không sợ. Tên này bổ lên trên. Chả được bổ với chứ. À, vẫn bổ xuống dưới đấy. Đáo thật. Con bài nào toét này. Quy gánh em. Quy gánh. 1, 2, 3, 4. Mình cầm 4. Bạn kia cầm 2 à? Bạn nào cầm 2 đấy. Đang cầm an quỷ mình ấy. Biết ai cầm luôn. Sephira đâu rồi? À. À. Đồ này cho nó cũng điên. Này cho con này cũng điên. Không sao nó chết sớm vậy. Sao Quy tự nhiên mọc từ đâu ra ấy nhỉ? Tắt chết nhanh nhỉ? Mang này tìm thêm nó tướng anh em. Má quả na cốt này ghét nhở. Mình đổi sừ góc đi. Nếu không chơi với quả cốt này nữa. Chút nát. Bắn bay quả thánh đồ cho nó để cho nó đứng yên vậy bạn. Bắn bay quả thánh đồ cho nó để nó đứng yên được vậy bạn ơi. Sao nó cứ ulti hoài vậy? Ê cái Volcan này bị điên à? Thật sự luôn ấy. Ba Volcan này bị điên. Trời ơi. Phải thêm thêm sót tướng mình thêm con gì nhỉ? Thế ma tộc rồi thì quá muộn rồi, chắc thêm là con Lily thôi. Thêm này thêm một này, con cát này. À, 85 máu thôi mà. 85 máu thôi mà anh em. 85 máu thôi mà. Nhưng mà bạn này thì thêm mình có cho nên mình sẽ cho thêm mình đứng đây cũng được. Con cát mình cho xuống nó cũng quấy rối ở dưới. Cả con cát quy xuống nó quấy rối ở dưới nó cũng uy tín lắm. 5 máu thôi mà. Một pha sai lầm là mình đi này. Pha sai lầm thôi là mình đi này. Justice reigns. The sun shall vanquish darkness.
Bình thường đấy. Con cắt xuống đáy là không con nào cản thêm mình này, nó có chui sang góc bên kia được này. Okay. Cái gì? Ui là con bà. Là con bà thì hơi căng anh em ơi. Con bà thì mình hơi sợ nó rồi. Má nó không kịp làm gì luôn. Nãy qua nhà đã thấy nó có ba đâu. Ba xuống ulti phát thì còn do mình cũng không kịp ngáp. Nhưng mà mình cũng chả đủ thủ gì nhỉ. Cũng điểm nó phát cát. Ôi chịu. Mình thấy thôi, cũng chỉ đến thế rồi thôi. Nhưng mà mình chưa được làm gì. Chơi đam ba. Anyway, em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Em thích tiếp trên thì like, subscribe và gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Okay, bye bye anh em.